Lưu Minh Quân, phóng viên báo Thế Giới Việt Nam, có thời gian sinh sống và học tập ở nước ngoài. Lần đầu tiên tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa, Quân chụp hình và ghi chép nhiều hơn. Bởi đối với chàng trai người Hà Thành này, thì từ hòn đá cho đến từng con sóng cũng ẩn chứa điều gì đó rất đỗi thiêng liêng. Giang sơn gầm vóc của đất nước Việt Nam là nó rất là hùng vĩ, rất là tuyệt đẹp. Cái quan trọng hơn nữa, đi rõ được cái ý chí, cái tinh thần, sự phấn đấu không của các chiến sĩ thì cũng truyền lại những cái năng lượng rất là tích cực cho mình để mình tiếp tục phấn đấu trong tương lai. Phóng viên là những chiến sĩ trên mặt trận thông tin, tác nghiệp tại biển đảo, sẵn sàng phản bác những thông tin sai trái trên mạng xã hội, đồng thời là một nguồn cung cấp thông tin chuẩn xác không chỉ là độc giả trong nước mà còn là kiều bào Việt Nam tại nước ngoài và những người nước ngoài muốn tìm hiểu về Việt Nam. Vượt ngàn hải lý đến với Trường Sa, từ những phóng viên nhà báo đầy kinh nghiệm cho đến những phóng viên trẻ mới vào nghề đều nỗ lực để có những bài viết thước phim cảm xúc góp phần chia sẻ với độc giả bức tranh hơi thở sinh động về cuộc sống, tình cảm của người lính nơi đảo xa để mỗi người càng ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí phóng viên trẻ với cái tâm huyết, cái nhiệt tình của mình, mặc dù là có thể là trên đường hành trình sóng gió, thế nhưng cũng đã khắc phục rất mệt mỏi, nhưng mà khi lên đến đảo rất trách nhiệm, quay phim, ghi hình, đưa tin về đời sống, tôi phải nói là rất khâm phục. Những phóng viên trẻ như chúng tôi thì rất mong có một lần được đặt chân tác nghiệp và hít thở bầu không khí tại quần đảo Trường Sa. Và những chuyến đi ý nghĩa như thế này thì chúng tôi luôn nhận thức rằng phải truyền tải được những thông tin chính xác, trung thực và khách quan về cuộc sống, công việc của các chiến sĩ cũng như là nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Hòa chung đời sống của quân và dân trên đảo, những người làm báo thực hiện các tuyến tin bài không chỉ bằng tri thức mà còn bằng cả trái tim để những hình ảnh, những câu chuyện chân thực nhất về Trường Sa được truyền tải tới đất liền, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ chiến sĩ nơi đây luôn vững chắc tay súng để bảo vệ biển trời của quê hương.